tay. Ừ hư mày đóng cửa luôn á. Mày nhốt lại luôn á. Thôi nhốt nhốt lại luôn. Đau tay ai biết liền. Đau không? Rồi đóng đi. Đóng cửa đi, tắt đèn luôn. Tắt đèn ở trong đó chơi luôn. Bây giờ con Hoàng Tây xin lỗi mẹ đi. Hoàng Tây xin lỗi mẹ đi. Đúng khép hai chân lại, đúng xích ra đây. Đúng xích ra đây, xích ra nữa. Rồi đứng khoanh tay lại, xin lỗi mẹ đi. Con sao? Dám nữa thì bị gì? Mấy cây? Mấy? Nói đi mấy? Một cái hả? Lấy cái tài xuống. Bỏ cái tài xuống. Lui lại, lui lại, lui lại. Mẹ lấy cho, tự đi lui lại, mẹ không cho con. Ừ, con lấy đi một cái đập vô mặt luôn bây giờ đó, té đó. Cái ghế nó trợt và đập cái mặt vô cái lavabo đó. Ừ, trợt là đập mặt vô cái lavabo đó nha. Sao sao ông vô tay đi, đóng cửa tắt đèn nhốt lại luôn. Đóng cửa tắt đèn nhốt lại luôn. Mẹ làm sao? Cái gì vậy? Bàn chải. Cái gì vậy? Bàn chải. Hay quá. Xong chưa? Xịt có được đâu mà xịt. Con để lên đi, cất đi, rửa tay lại đi. Rửa tay lại. Để chai xà bông lên. Rồi, được rồi đó, để tay chai xà bông lên. Cầm ở bên dưới chai xà bông, cầm bên dưới chai xà bông. Cầm bên dưới chai xà bông.